Các em chú ý, trước khi vào thực hiện thao tác làm sạch, các em cần quan sát và nhận biết làm da ở khách hàng thuộc loại da gì để chúng ta sử dụng sản phẩm cho phù hợp nhé. Để thực hiện thao tác làm sạch, các em cần chuẩn bị. Thứ nhất là bông mút đã được làm ẩm. Thứ hai là sữa rửa mặt. Trên thị trường có rất là nhiều loại rửa mặt khác nhau, ví dụ như là sữa rửa mặt dạng kem, dạng gel hoặc là dạng sữa. Nhưng ở đây cô sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Và với cái làn da của bạn khách hàng này của cô thuộc loại da hỗn hợp, nên cô sử dụng sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp. Thêm một chút nước để tạo bọt. Khi chúng ta tạo bọt sữa rửa mặt thì chúng ta không để tay ở giữa mặt khách hàng nhé, vì như vậy sẽ rất là dễ làm cho nước hoặc là bọt sẽ rơi vào mặt khách hàng, tạo cảm giác khó chịu. Sau khi sữa rửa mặt đã được tạo bọt, các em sẽ dùng tay để phủ toàn bộ sữa rửa mặt lên bề mặt da mặt của khách hàng. Theo thứ tự từ cằm, má, mắt, trán. Sau khi sữa rửa mặt đã được phủ toàn bộ lên bề mặt da khách hàng, các em sẽ tiến hành rửa mặt từng bộ phận trên khuôn mặt của khách hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ lau vùng cổ trước. Các em sẽ dùng động tác xoa tròn. Mỗi vị trí các em có thể xoa đi xoa lại từ 3 đến 5 lần. Lau vùng cổ lên đến vùng cằm. Miệng. Ở vùng miệng các em sẽ cố định 4 đầu ngón tay phía dưới cằm của khách hàng và dùng 2 ngón cái để chúng ta xoa tròn vùng cằm. Vùng má các em sẽ chia má làm 3 phần. Phần thứ nhất là từ cằm đến phía đuôi tai của khách hàng. Vùng thứ hai các em sẽ xoa từ khóe miệng đến ngang tai. Nếu khô quá các em có thể thêm chút nước. Vùng thứ ba các em sẽ xoa từ khóe mũi lên đến phía đầu tai nhé. Mỗi vị trí các em có thể xoa từ 3 đến 5 lần để đảm bảo toàn bộ sữa rửa mặt sẽ được hoàn hóa trên bề mặt da của khách hàng. Khi chúng ta làm động tác xoa tròn như thế này thì sẽ giúp cho bụi bẩn sẽ kéo theo động tác vòng tròn của chúng ta và đi ra ngoài bề mặt da. Sau khi làm sạch vùng má, các em sẽ tiếp tục tiến hành làm sạch vùng mũi. Các em có thể kẹp đan hai tay vào với nhau và dùng hai ngón giữa hoặc là hai ngón trỏ xoa phía đầu mũi, sống mũi. Vùng mắt, các em xoa dần vùng mắt nhé. Lên đến vùng trán, chúng ta cũng chia trán làm 3 phần. Phần thứ nhất là từ ngang từ đầu lông mày ra đến đuôi lông mày đến thái dương. Phần thứ hai cũng sẽ từ giữa trán ngang đến thái dương. Và phần thứ ba sẽ từ giữa trán từ phía chân tóc ra đến thái dương.